Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Hoàng Trinh cùng với mẹ với Tiểu Long con trai đi xuống Sài Gòn gần phố đi bộ để cho Tiểu Long coi đá banh nè. Hả Tiểu Long? Rồi đi coi. Đi xuống đây nãy giờ mới được vô nè, gửi xe quá trời luôn. Kiếm nãy giờ mười mấy hai chục bãi xe giờ mới có cái bãi này nè cả nhà ơi. Mà phố đi bộ hôm nay người ta cũng sửa rồi, đang sửa nên ít người đi. Đi đằng kia xuống không? Rồi mẹ mình đang đứng đợi mình. Nãy giờ đợi lâu không mẹ? Rồi đang đứng ngay nhà hát thành phố đây. Đây đi kiếm chỗ coi đá banh. Rồi ta đứng chụp hình kỷ niệm nè. Xe thì hết rồi, bãi này đâu cho đâu, xe của mình là vô chót luôn á, là không có nhận nữa đó cả nhà. Hên ghê không, đi nãy giờ cũng mười mấy bãi rồi đó. Ở đây là nhà hát thành phố nè, ở đây là cũng là bộ mặt của thành phố luôn á. Đây là bộ mặt của thành phố, khách du lịch đồ này nọ mà ghé Sài Gòn là ai cũng phải ghé nơi này. Hôm nay Việt Nam đá banh mà thấy cũng hơi vắng vắng. Chỗ này giờ người ta cũng đang sửa chữa nhiều lắm. Đi mình kiếm kiếm mấy chỗ coi đá banh mẹ. Đây là đi thẳng lên. Đó bây giờ mình vô tới phố đi bộ rồi nè. Đó cái khúc đường đằng kia là người ta đang sửa nên đi vòng vòng đây thôi. Còn đằng xa đó đó cả nhà là ủy ban của ủy ban thành phố. Đằng kia thấy nghe sùm không, chắc đang cổ vũ đá banh đó. Thôi mình đi một vòng, đi vòng này đẳng ha cả nhà ơi. About the good times, I've been sleeping through the long nights, I've been shining in the sunlight, I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings, there's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep in love, yeah. Cause you really get me. Make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep in love. Pick up! Pick up! Pick up! Pick up!
giờ đi vô trong hết rồi. Có uống nước gì không? Nước suối, nước gì không? Em, để cho nó... lấy tiền thôi con, lấy tiền thôi. Rồi. À, ăn đi. Phút thứ bảy mấy rồi mà chưa có bàn thắng nữa. Chào cả nhà ơi. Việt Nam hay quá, Việt Nam hay quá, vô rồi. Chạy xuống đây vui hơn. À, cả nhà ơi, chặn banh còn 3-4 phút nữa. Nhưng mà thôi, mình với mẹ với nhỏ nhóc con mình đi về sớm để mất công chút xíu hồi ùa ra một cái là nghẹt luôn, không có lấy xe được. Cũng cảm ơn cả nhà nãy giờ bỏ quý thời gian quý báu ra xem một ngày đi chơi cổ vũ Việt Nam với mình với mẹ mình nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.